dâu mộc dược trầm hương nhục quê, ngát mùi thơm từ áo màu ngày, chốn điện ngà hoa tấu nhạc vui, ra đón vua có những nàng công chúa, đi bên ngài hoàng hậu sánh vai, trang sức bằng vàng rồng ô phi á. Trong là công chúa tuyệt sinh, xinh mi nàng dệt gấm thêu vàng, bước theo nàng một đoàn trinh nữ, rước đưa nàng vào tận hoàng Yeah.
tay người dương ngoài thật mạnh mẽ mà đánh cho tan tành bao chi tự kiêu. Người Hà Bê kẻ uy quyền xuống mà lại dịu người khiêm nhường lên, kẻ nghèo ban dư đầy lũ sang giàu khanh thận. Thần chí tôi gieo mừng trong đấng cứu độ tôi, vì người đã du thương nhìn đến phận môn hèn tí nữ người đây, khiến từ nay muôn đời sẽ khen tôi phúc lộc. Chia tay của người, an lên
Đêm nay muôn lòng trầm lắng, cho ai nhìn trắng trong thắm tô chân mẹ diễm hồng. Chẳng có lạc kia nó, chẳng có lạc kia anh, chẳng soi lên, chẳng có lạc chẳng anh, chẳng có lạc thank you.
các lễ xin trong dịp lễ kính quan thầy. Cộng đoàn giáo họ xin bốn lễ: một lễ kính quan thầy, một lễ cầu cho các đấng các bậc đã coi sóc trước, các cha đang coi sóc bây giờ, một lễ cầu cùng cầu cho những người giúp của giúp công trong và ngoài giáo họ, người còn sống cũng như đã qua đời, một lễ cầu bình an, một lễ cầu cho tiền nhân và các linh hồn. Ca đoàn giáo họ xin một lễ cầu bình an. Nhạc đoàn giáo họ xin một lễ cầu bình an. Ban giáo lý giáo họ xin một lễ cầu bình an. Ban lễ sinh cộng phòng thánh xin một lễ cầu bình an. Ban thừa tác viên giáo họ xin một lễ cầu bình an. Ban quản giáo họ xin một lễ cầu bình an. Ban âm thanh xin một lễ cầu bình an. Ban ánh sáng xin một lễ cầu bình an. Ban tổ chức tuần lễ xin một lễ cầu bình an. Hội dâng hoa giáo họ xin một lễ cầu bình an. Huynh đoàn giáo họ xin một lễ cầu bình an. Ca đoàn tân cựu giáo họ xin một lễ cầu bình an. Ban kiến thiết giáo họ xin một lễ cầu bình an. Hội thánh tâm giáo họ xin một lễ cầu bình an. Hội hiền mẫu giáo họ xin một lễ cầu bình an. Hội truyền tin giáo họ xin một lễ cầu bình an. Hội lòng thương xót giáo họ xin một lễ cầu bình an. Bản dòng ông tư xóm bốn xin một lễ cầu bình an. Xưởng y nốc ông nam xin một lễ cầu bình an. Bản dòng ông bàng xin một lễ cầu bình an. Hội con đức mẹ giáo họ xin một lễ cầu bình an. Toàn thể cộng đoàn trong và ngoài giáo họ xin 872 nghi lễ.
tất cả anh chị em hòa cùng cha
kính quý cha, quý thưa quý thầy, quý dì, quý cụ, quý chức, ông bà, anh chị em rất thân mến. Hôm nay cùng với đồng bằng giáo họ, đức bà và cả toàn thể hội thánh hoàn vũ, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, đấng vô cùng đại lượng đã ban cho mẹ Maria, mẹ của chúng ta, một ơn đặc biệt, vô song, duy nhất trên đời, đó là ơn được lên trời cả xác lẫn hồn. Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, cũng là mẹ của Hội Thánh và mẹ của mỗi người chúng ta như những phần chi thể trong thân thể hầu nhiệm của Chúa Giêsu là Hội Thánh. Mẹ lên trời để chờ đón tất cả mỗi người chúng ta cũng được về trời với mẹ. Vì vậy ngày lễ ngày hôm nay là ngày lễ của niềm hy vọng Kitô giáo. Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trong ngày tận thế chúng ta cũng sẽ được sống lại cả xác lẫn hồn để được sum họp cùng mẹ Maria trong nhà Chúa Cha muôn đời. Hôm nay cùng với quý cha và quý khách cùng công đoàn hiện diện, chúng tôi chúc mừng công đoàn giáo họ Đức Bà nhân ngày lễ kính thánh quan thầy. Chúng ta có một buổi chiều thời tiết rất là đẹp đẽ của mùa thu, của chúng ta có trăng thanh gió mát như hình ảnh của mẹ Maria dõi bước chúng ta trên bầu trời để soi đường dẫn lối chúng ta bước đi trong hành trình đức tin. Chúng ta cùng hiệp ý với cộng đoàn giáo họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các vị tiền nhân ân thân nhân của giáo họ, cầu nguyện cho giáo họ được hiệp nhất yêu thương và thăng tiến trong đời sống đức tin để tiếp tục nối gót các bậc tiền bối trao làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và loan báo tin mừng của Ngài cho đến tận cùng đời cõi trái đất. Với tâm đề nghị anh chị em chúng ta hãy nhìn đồng đường lối chúng ta để xứng đáng cử hành bầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lời tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chí các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa cho chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trầm hương nhục quê, ngát mùi thơm từ áo mao ngài, chốn điện ngà hòa tấu nhạc vui. Ra đón vua có những nàng công chúa, bên hữu ngài là hoàng hậu xanh vai, trang sức bằng là vàng rồng ô phi a. Thank you.
Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Benedetta và xác nhận nói với
với Maria cũng như tất cả mọi người, ta là ngày vô nhiễm. Và tín điều thứ tư về Đức Mẹ cho đến thời điểm này là vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Bốn tín điều về Đức Mẹ này mỗi người con gái chúng ta cần phải nhớ kỹ. Khi các em học giáo lý thì các em đã được học về bốn tín điều quan trọng này, vì nó quan trọng trong đời sống đức tin của mỗi Kitô hữu và của giáo hội, nên mỗi người chúng ta cần phải nắm vững. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta tìm hiểu một chút về lịch sử của ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thưa quý cộng đoàn, ngay từ thế kỷ thứ 5, giáo hội đã mừng lễ Đức Maria lên trời, nhưng không được gọi là lễ Mẹ lên trời, mà trước hết còn là lễ một ngôi mộ trống, hay là lễ về Đức Mẹ ngủ. Đức Mẹ ngủ chứ Đức Mẹ không chết. Chưa có tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau năm 1950. Năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio 12 đã tuyên tín về Ban Mầu Nhiệm Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, là đấng đồng trinh trọn đời, là Mẹ vô nhiễm nguyên tội, và tín điều thứ tư dựa trên ba tín điều đó. Bởi vì nếu Đức Maria là đấng được tuyển chọn, được gìn giữ trọn đời đồng trinh trước khi sinh con, trong khi sinh con và sau khi sinh con, là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, là Mẹ Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ vô nhiễm thì việc Thiên Chúa tưởng thưởng cho Mẹ cả hồn lẫn xác lên trời, đó là điều tất yếu. Đó là ý nghĩa của ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời hôm nay. Trong bài đọc một chúng ta vừa nghe, nhiều người trong chúng ta đã thắc mắc, kể cả những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Họ hỏi một chị giáo lý viên, trong ngày lễ họ đã tham dự thì tại sao Đức Maria lại mặc được như chúng ta nghe? Một điều lạ vĩ đại đã xuất hiện trên trời, một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Người phụ ấy, nữ ấy là ai mà lại mặc được áo mặt trời? Chúng ta biết nhiệt độ của bề mặt mặt trời nóng tới 6.000 độ C. Vì thế chỉ cần gần đến gần nó thì đã bị đốt cháy thành than rồi còn gì. Làm sao mà lại mặc được áo mặt trời? Người phụ nữ này lại còn chân đạp mặt trăng. Chúng ta biết mãi đến năm 1969, hai nhà vũ du hành vũ trụ của Mỹ lần đầu tiên mới đặt chân lên mặt trăng. Vậy mà cách đây hơn 2.000 năm, sách Khải Huyền đã nói có một người phụ nữ chân đạp mặt trăng. Thật là khó tin. Chẳng những thế, người phụ nữ ấy còn đầu đội triều thiên 12 ngôi sao nữa. Mỗi ngôi sao cũng có thể nặng hàng tỷ tấn. Vậy thì Đức Mẹ đội làm sao được? Và người phụ nữ được Kinh Thánh mô tả trong sách Khải Huyền đó là ai? Và chúng ta phải hiểu như thế nào? Thưa quý cộng đoàn nhận diện, ngôn ngữ của Khải Huyền là ngôn ngữ biểu tượng, ngôn ngữ tiên trưng, nghĩa là dùng cái này để chỉ ý nghĩa khác. Ví dụ chúng ta nói trái tim là biểu tượng của tình yêu, hay chim bồ câu được biểu tượng của hòa bình. Hay như ra đường chúng ta hôm nay đầy rẫy những biểu tượng về luật giao thông, nói cái này nhưng chỉ cái khác. Theo các thánh giáo phụ,
người phụ nữ mà sách Hải Huyền mô tả chính là hình ảnh về Đức Maria và về giáo hội. Đức Mẹ là khuôn mẫu của giáo hội nên nói về Đức Maria cũng là nói về giáo hội. Đức Maria mặc áo mặt trời có nghĩa là Mẹ mặc lấy Chúa Kitô, vì theo Kinh Thánh Đức Giêsu là mặt trời soi tàn công chính. Đức Maria không những mặc mặt trời công chính mà còn chứa đựng mặt trời đó trong lòng. Tất cả những điều ấy cho thấy Đức Maria kết hợp mật thiết với Đức Giêsu nên Mẹ giống con mình mọi đàn. Khi Đức Kitô được tôn vinh thì Đức Mẹ cũng được tôn vinh nơi con của Mẹ. Như vậy, người phụ nữ mặc áo mặt trời chỉ vinh quang Thiên Chúa mà Thiên Chúa dành cho Đức Maria, vì chính Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ con Thiên Chúa là người. Còn chân đạp mặt trăng có nghĩa là gì? Mặt trăng thì hay thay đổi, nay tròn mai khuyết, ngày kia lại méo. Điều này ám chỉ với sự thế gian này rất hay đổi thay, nay đẹp mai xấu, chẳng có ai đẹp mãi từ lúc sinh ra cho đến lúc chết cả. Đối với Đức Maria, Ngài không dính bén bụi trần, Ngài của cải vật chất trần gian chỉ là phương tiện, là đầy tớ chứ không phải là ông chủ. Thiên Chúa mới là ông chủ của cuộc đời Mẹ. Mẹ đã đáp lời xin vâng, vâng theo thánh ý Chúa, trọn đời trung thành với Chúa chứ không hề đổi thay, không hề thay đổi như thế gian. Thế còn 12 ngôi sao nghĩa là gì? Thưa, 12 ngôi sao chỉ về 12 nhân đức của Đức Mẹ. 12 nhân đức gương soi gồm có 3 nhân đức đối thật: đức tin, đức cậy và đức mến. 4 nhân đức cột trụ hay còn gọi là 4 nhân đức nhân bản, đó là khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. 3 nhân đức theo lời khuyên của Tin Mừng: khiết tịnh, khó nghèo và tuân thủ mà các sơ các gì đã khẩn. Rồi 2 nhân đức theo gương của Chúa Giêsu khi người nói: hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như vậy 12 ngôi sao mà Đức Mẹ chỉ 12 nhân đức tuyệt vời của Đức Mẹ đã trung thành gìn giữ. Vậy nhờ gắn bó với nên con một Chúa, từ bỏ danh vọng trần gian, thực hành các nhân đức, trung tín với Chúa đến cùng, nên Đức Maria được hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác. Là người Công giáo, ai trong chúng ta cũng mong muốn sau khi nhắm mắt xuôi tay sẽ được vào thiên đàng, được hưởng thiên quốc với Chúa, với Đức Mẹ và các thánh, với các bậc tổ tiên. Tôi dám chắc chắn rằng trong quảng trường này, khi chúng ta đến dự lễ và khi chúng ta đi đạo thì chẳng ai muốn xuống ngoại ngục quả. Đi đạo là để lên thiên đàng. Vậy ngày lễ Cánh Đức Mẹ hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta phải làm gì để ngày sau được lên trời cùng với Đức Mẹ. Thiên đàng mà Đức Mẹ được Chúa đưa về trời đã ngồi lẫn xác, không phải Ngài ngồi đấy rồi ngồi chơi sơi nước, nhưng không phải để hưởng thụ vinh hoa phú quý trần gian, nhưng là để cầu bầu cho chúng ta và giúp đỡ con cái của mỗi người chúng ta. Giáo hội thật có lý khi trong ngày lễ Đức Mẹ lên trời, giáo hội cho đọc bài Tin Mừng Đức Mẹ đi thăm viếng bà Isabel. Đức Mẹ đã vất vội vã khi nghe lời thiên thần truyền tin, và Mẹ đã vượt qua nhiều khó khăn và vất vả mới đến nhà bà chị họ được. Mẹ đã đến và đã chúc mừng cho bà.
Cũng chính hai người phụ nữ gặp nhau thì mà Elizabeth đã cất lời với mẹ Thiên Chúa: bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì tai tôi vừa nghe lời em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Mẹ Teresa thành Calcutta đã nói: quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của tha nhân, đó chính là đỉnh cao của đức bác ái. Vì thế khi quan tâm đến người khác, quan tâm đến tha nhân là điều mà mỗi người chúng ta phải thực hiện. Đức Maria đã quan tâm giúp đỡ bà Elizabeth, cũng như Ngài luôn đồng hành với các tông đồ sau khi Chúa Giêsu đã về trời. Là con cái trong gia đình, mỗi người chúng ta cũng phải biết quan tâm đến ông bà cha mẹ, quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của các ngài. Mình để ý nơi ăn chốn ở của các ngài, rồi nhất là lúc cha mẹ về già, các ngài có muốn đến nhà thờ cầu nguyện, tham dự thánh lễ hay đi chầu Chúa mà không đi được nữa, thì con cháu có bổn phận phải đưa các ngài đi. Rồi ông bà cha mẹ của chúng ta có cần xưng tội rước lễ hay cần phải sức dầu không? Hằng ngày hay hằng tuần, nhất là hằng tuần, các vị ấy muốn rước lễ thì chúng ta phải làm sao? Có thể mời các thừa các viên đến đưa mình thành Chúa cho các ngài. Trong gia đình, là vợ là chồng, anh chị em đã thật sự quan tâm đến nhau chưa? Vợ chồng có để ý đến nhau, vợ hay chồng đang cần gì, đang thiếu thốn cái gì? Khi các anh đi làm về, thấy vợ con đang vất vả trong bếp núc, mình có thực sự quan tâm đến nhau không? Có vào bếp để giúp đỡ vợ của mình không? Để ý quan tâm đến những nhu cầu của người khác, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Có bao giờ biết cảm ơn các bà vợ của mình đã có, đã nấu những bữa cơm ngon lành? Nếu có thì đó là tình cao của đức bác ái. Anh chị em là những bậc làm cha mẹ, anh chị em có quan tâm đến con cái mình không? Và quan tâm thế nào? Nếu anh chị em chỉ quan tâm đến con cái và lo lắng cho con cái mình cả phần hồn lẫn phần xác, thì chúng ta hãy tạ ơn Chúa. Còn nếu anh chị em chỉ muốn cho con cái mình tất cả về phần xác, cung cấp cho nó những gì nó muốn, quần áo, xe cộ, điện thoại, mà mình không quan tâm đến đời sống linh hồn của con cái mình, mình không màng tới chuyện nó học giáo lý thế nào, đã xưng tội lần đầu, đã rước lễ hay đã thêm sức chưa, nó còn thường xuyên đi lễ hay xưng tội? Nếu nó còn thường xuyên thì mình phải biết. Còn nếu, nhất là giới trẻ thời ngày hôm nay, cứ lên Hà Nội học đại học hoặc học cấp 3, là phần lớn các em đã bỏ lễ ngày Chúa Nhật, chẳng màng chi cả. Nếu những bậc làm cha mẹ mà không quan tâm đến con cái của mình, thì một lúc nào đó chúng ta sẽ phải trả giá. Anh chị em là những người ở trong giáo xứ giáo họ của mình, anh chị em có quan tâm đến giáo xứ giáo họ của mình không? Hay anh chị em vẫn dửng dưng như người xa lạ, coi nơi đây chỉ là quán trọ, mình chỉ đến rồi mình đi? Nếu thực sự anh chị em là tín hữu của giáo xứ giáo họ này, thì anh chị em phải biết quan tâm đến công việc chung. Đây là nơi mình sẽ sinh hoạt, đến giáo xứ để lãnh nhận các bí tích, từ bí tích rửa tội cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Như vậy mỗi người chúng ta đều phải cộng tác với nhau và cộng tác với giáo họ giáo xứ của mình để xây dựng nên một giáo xứ giáo họ bình yên, hạnh phúc. Hạnh phúc cả ở đời này, và nếu chúng ta toàn đồng tâm nhất trí, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, sống đạo yêu thương nhau, thì chúng ta được hạnh phúc cả đời sau nữa. Xin chúc quý ông bà cùng toàn thể anh chị em
khi mừng lễ Đức Mẹ lên trời hôm nay, ra về với một lòng phấn khởi hân hoan, vì chúng ta đích thực là con cái của Đức Mẹ ở đời này. Chúng ta quan tâm giúp đỡ những người khác, nhất là những người trong gia đình của chúng ta, những người thuộc quyền của chúng ta, để chúng ta biết xây dựng đời sống của người tín hữu hôm nay, thì chắc chắn nước trời mai sau sẽ dành cho mỗi người chúng ta. Lạy Đức Trinh Nữ Maria lên trời, xin cầu cho chúng con. Tôi tin kính cầu Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đánh vào cặp gia vì chúng ta. Người quan phong Siêu Vi La Tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời từ bên hữu Đức Chúa Cha, kể lại đến trong vinh quang, để quan xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan mừng lễ Mẹ Maria hồn xác lên trời, chúng ta tôn vinh chúc tùng tạ ơn Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi Đức Mẹ và quyết tâm bước theo Mẹ trên con đường thánh thiện. Vì vậy, cùng với cộng đoàn giáo họ Đức Bà, trong ngày lễ quan tẩy hôm nay, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa và thiết tha cầu xin. Đức Maria đã cư mang và đem Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn biết cứ mang Chúa Giêsu trong tâm hồn, để cuộc sống của các ngài trở nên sự hiện diện yêu thương của Chúa giữa mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Em được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các phụ nữ trên thế giới, nhất là các phụ nữ công giáo, noi gương Đức Maria, biết trân trọng phẩm gia cao quý Chúa ban, để chuyên cần cầu nguyện, sống vui tươi và biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết nhận ra thánh ý Chúa trong mọi biên cố vui buồn của cuộc sống, để chân thành cảm tạ Chúa vì những ân huệ đã lãnh nhận và khiêm tôn vâng theo thánh ý Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói, cho thì có phúc hơn là nhận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho quy đấng bậc, các bậc tiền nhân, quy ân thân nhân và mỗi người trong giáo họ Đức Bà chúng ta luôn biết cảm tạ Chúa vì những ân huệ Chúa ban, và biết chia sẻ những ân huệ đó cho những ai đang cần được nâng đỡ. Xin cho những ai đã qua đời được cùng mẹ muôn đời ca ngợi Thiên Chúa trên trời. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu mà khơi lên trong tâm hồn chúng con ước nguyện sống thánh thiện, để dù sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn không quên hướng lòng về mối phúc chân thật nơi Đức Kitô Con Chúa và Mẹ Thánh Người ngự trị. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Oh,
Anh chị em hãy cầu nguyện để ý lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lạy chúng con dâng kinh để mừng Đức Maria hồn xác về trời. Vì lời người cầu thay nguyện giúp, xin cho lòng chúng con bừng cháy lửa mến yêu và luôn luôn hướng về Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa được đưa về trời, người là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hy vọng tràn trề cho dân thánh trong cuộc lữ hành trần thế. Cha không muốn người chịu cảnh hư nát trong mồ, vì người đã sinh hạ con trai yêu quý là đấng ban sự sống cho mọi loài. Vì thế hiệp với các tiên thần và các thánh, chúng con vui mừng ca ngợi Cha và tung hô rằng: Thiên Chúa các đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các ngưỡng trời, chúc tụng đấng lên nhận danh Chúa, hoan hô Chúa trên các ngưỡng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, Đức Giám mục Tô-ma chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
xin nhớ đến các tội tớ của Chúa là các đấng bậc tu trì, các bậc tiền nhân, ân nhân của công đoàn đang hiện diện đây mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những tội tớ này đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Chúa tôi này dành Chúa thánh thiên thần. Từ đời nọ trải qua đời kia, người một niềm tươi dù thương với những ai chân thành vẫn luôn sự kính. Người dương oai thật mạnh mẽ và đánh tan tánh trần bày chi thi tự kiêu. Người hạ bệ kẻ uy quyền xuống mà lại dịu người khiêm nhường lên kẻ nghèo ban dư đầy lũ giang dòng khánh tần. Tôi ca ngợi Thiên Chúa, thần trí tôi reo mừng trong Đấng cứu độ tôi. Vì người đã dù thương nhìn đến phần mòn hèn tí nữ người đây, khiến từ nay muôn đời sẽ khen tôi phúc lộc. Đời sẽ kết tôi phúc lớn.
Chúa Giêsu lòng lạy vô cùng. Ta thương nhớ với con hàng ngón này mà cho con được chịu ơn cực trọng là mình thân máu thân Chúa. Con biết tỏ tưởng sự rộng rãi Chúa là giường nào, vì con là kẻ có tội đáng sao mà Chúa chẳng chấm giữ tội lỗi con, cũng chẳng xem sao sự rơ rãi trong linh hồn con lại ngự vào má viếng thăm con, cùng cho kẻ khó khăn này thì con đời ơn Chúa hết lòng hết sức. Vì ơn cực trọng này cùng mọi ơn khác đã xuống cho con xưa nay, từ khi Chúa dựng nên con cho đến rày, chớ gì từ rày về sau lòng con cùng miệng lưỡi con chớ tưởng còn nói lời gì chẳng lên nữa. Còn người khen Chúa mà tôi xong lẽ trước con là bao nhiêu mà cảm ơn cho đủ, thì con xin các thánh thiên thần cùng các thánh nam nữ ở trên đời ơn Chúa thay vì con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong ngày lễ Đức Trinh Nữ Maria lên trời, Chúa đã cho chúng con được hưởng nhờ bí tích cứu độ. Vì lời Đức Trinh Nữ nguyện giúp cầu thay, xin cho chúng con được sống lại vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Thiên Chúa vì lòng nhân từ đã muôn dùng việc Đức Trinh Nữ Maria sinh con mà cứu chuộc nhân loại. Xin Ngài đoái thương cho anh chị em nên phong phú nhờ phúc lành của Ngài. Amen. Xin cho anh chị em mọi nơi mọi lúc cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Maria. Nhờ người anh chị em đã đang lành nhận đấng ban sự sống. Hôm nay anh chị em đã lấy lòng sốt sắng quy tụ lại đây, xin cho anh chị em được hưởng phúc lộc là niềm vui thiêng liêng và phần thưởng trên trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Chúng con kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa hiệp với ban hành giáo và cộng đoàn giáo họ Đức Bà. Trước khi đại diện của giáo họ có đôi lời, con xin được bày tỏ lòng biết ơn quý cha sự hiện diện quý báu cũng như thánh lễ và lời cầu nguyện trong ngày đại lễ của cộng đoàn giáo họ và giáo xứ chúng con hôm nay. Cái riêng chúng con cảm ơn cha quê hương An Tôn, chánh xứ Xuân Dục đã chia sẻ lời Chúa rất là ý nghĩa và sâu sắc cho cộng đoàn. Chúng ta cảm ơn quý cha và chúc mừng giáo họ Đức Bà một tràng pháo tay. Hôm nay chúng ta có một buổi thời tiết rất là đẹp đẽ. Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người phục vụ trong thánh lễ cũng như là biểu dương tinh thần của anh chị em hôm nay tham dự thánh lễ rất sốt sắng. Với sự phục vụ của ca đoàn và nhạc đoàn, cách đặc biệt đây là nhạc đoàn Hiệp Nhất chúng ta đã duy trì từ hôm lễ phục vụ quan thầy giáo phận rồi lễ giáo họ Thánh Đa Minh, và hôm nay rất là nhuần nhuyễn chuyên nghiệp. Anh chị em nghe nhạc đoàn thổi rất là hay, ca đoàn hát cũng rất là xuất sắc. Xin chúc mừng các ban phục vụ trong đoàn lễ hôm nay một tràng pháo tay nữa. Trọng kính quý cha Giuse quản hạt chánh xứ đền thánh, quý cha đồng tế, kính thưa thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, hai quý dòng, kính thưa hội đồng mục vụ giáo xứ đền thánh, giáo xứ thánh danh, quý chức các giáo họ, giáo khu, các hội đoàn cầu nguyện, các ban ngành phục vụ, quý ân thân nhân và cộng đoàn hiện diện kính mến. Con đại diện cho hội đồng mục vụ
ban tổ chức cùng cộng đoàn giáo họ Đức Bà xin có đôi lời cảm tạ tri ân quý cha, quý thầy, quý dòng, quý chức cùng toàn thể cộng đoàn. Trọng kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, hòa chung niềm vui của cả giáo hội long trọng mừng đại lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cách riêng là bổn mạng của giáo họ chúng con. Chúng con rất phấn khởi và vui mừng được cha chánh xứ quý cha về ngôi thánh đường giáo họ chúng con, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, mừng kính Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời, và cầu cho các đấng, các bậc tiền nhân, ân thân nhân cùng cộng đoàn thật long trọng và sốt sắng. Sự hiện diện của quý cha là nguồn động viên cổ vũ cho giáo họ chúng con thêm đức tin để tôn thờ Thiên Chúa và thêm lòng kính mến Đức Mẹ. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria ban muôn hồng ân trên quý cha quản hạt và quý cha. Chúng con cũng xin cảm ơn thầy phó tế, quý thầy chủng sinh, hai quý dòng, hội đồng mục vụ, hai giáo xứ, quý chức các giáo họ, giáo khu, các hội đoàn cầu nguyện cùng cộng đoàn đã cùng với giáo họ cung nghinh và tham dự thánh lễ mừng kính Đức Maria thật sốt sắng. Xin cảm ơn các ban ngành phục vụ, quý ân thân nhân, các bản dòng đã giúp đỡ giáo họ cách này cách khác để thánh lễ thật long trọng và tốt đẹp. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành nơi quý vị. Chúng tôi cũng cảm ơn các cấp chính quyền địa phương, ban an ninh đã cộng tác để đảm bảo an toàn cho ngày đại lễ. Chúc quý vị luôn được bình an và mạnh khỏe. Trọng kính quý cha, kính thưa cộng đoàn, trong ngày tổ chức thánh lễ của giáo họ, chúng con đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý cha và cộng đoàn lượng thứ. Trong tâm tình cảm tạ, cộng đoàn chúng con kết trọn bằng lẵng hoa tươi thắm kính dâng lên quý cha chánh. Quý cha, xin quý cha vui lòng đón nhận. Chúng con đồng cảm tạ. Xin thông báo sáng mai giáo họ có lễ tạ ơn cũng như là cầu cho tiền nhân, lễ ở trong nhà thờ đêm nay mưa. Rồi xin lưu ý thêm một chút nữa là thứ bảy này đấy là lễ của Hội Con Đức Mẹ và lễ kính Đức Mẹ Trinh Vương. Cứ để Đức Mẹ nên rời được một tuần sau thì lễ Đức Mẹ Trinh Vương, đáng lẽ là thứ hai nhưng mà rời vào thứ bảy. Tôi nhắc ấy, bởi vì là Hội Con Đức Mẹ sẽ có nghi thức gia nhập hội. Xin anh chị em tất cả chúng ta vào hết con cái của Đức Mẹ, bởi vì mọi người chúng ta đều là con Đức Mẹ hết. Xin cảm ơn. Mời cộng đoàn đứng kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
được luôn mãi. Theo chân mẹ đi tới trời mới, đất mới quê hương trên trời. Maria mẹ lên trời, hôn sắc lên trời. Vẫn vẫn thân tung hồn, mẹ Thiên Chúa hôn sắc lên trời. Để đời đời người khen Thiên Chúa, để trọn lời người đã đoan hương. Vì đâu đã làm cho tôi những điều cao tròn, mẹ đầy ơn phú quay về thiên quốc, anh linh quang chiếu thiên vì quang. Lạy mẹ hằng kêu sẽ chuyển cầu cho con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn thiên ơn. Nữ vương ban sự bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.